tài gây tranh cãi trong chiến thắng của Real Madrid. Rạng sáng ngày 3 tháng 2, giờ Hà Nội, Real đánh bại Valencia 2-0 ở trận đá bù vòng 17 La Liga. Phút 45-3, từ quả phạt góc bên cánh trái, Antonio Rudiger thoải mái bật cao đánh đầu tung lưới Valencia. Ban đầu, trọng tài Javier Rojas công nhận bàn thắng. Tuy nhiên, ông thay đổi quyết định khi xem lại video làm chậm. Trọng tài chính phát hiện Karim Benzema đã có tác động lên vùng mặt của Yunus Musa trong pha tranh chấp. Tuy nhiên, tình huống diễn ra khi tiền vệ đội khách mất đà và tự ngã ra sân. Quyết định của ông Rojas khiến huấn luyện viên Carlo Ancelotti và cổ động viên tại Bernabeu bất bình. Sau tiếng còi mãn cuộc, những tiếng la ó vang lên không ngớt. Trước đó, Real tạo thế trận áp đảo trước Valencia. Los Blancos tạo ra hàng loạt cơ hội ngon ăn nhưng đều trôi qua trước mũi giày của Marco Asensio và Vinicius Jr. Asensio không thể ghi bàn từ cự ly gần nhưng lại xé lưới Los Che bằng một cú sút chân trái đẹp mắt từ ngoài vùng cấm ở phút 52. Hàng thủ đội khách chủ quan và không chặn góc sút của cầu thủ chạy cánh bên phía chủ nhà. Bàn mở tỷ số giúp Real chơi thăng hoa. Chỉ 2 phút sau, Benzema chọc khe để Vinicius Jr. thoát xuống. Tuyển thủ Brazil tận dụng tốc độ để loại bỏ Gabriel trước khi hạ nốt thủ môn với một pha đặt lòng chân phải. Benzema lập cú đúp kiến tạo và lẽ ra cũng có một bàn thắng ở phút 57. Tuy nhiên, cú sút cận thành của anh bị một hậu vệ lăng xả cản phá. Sau hai bàn thua, huấn luyện viên tạm quyền Vauro cố gắng đưa ra những điều chỉnh. Những cái tên được ông tung vào sân chẳng thể giúp Valencia lên bóng qua vạch giữa sân. Dấu ấn đội khách tạo ra lại là tấm thẻ đỏ sau pha chơi xấu của Gabriel với Vinicius ở phút 72. Bầy dơi, bất lực và có trận thứ 5 liên tiếp không thắng, trong đó có đến 4 thất bại. Ở chiều ngược lại, Real thu hẹp khoảng cách với Barca xuống còn 5 điểm nhưng không thể vui khi Eder Militao dính chấn thương và phải rời sân khi hiệp 1 còn chưa khép lại. Đến phút 60, Benzema cũng phải ra nghỉ vì một chấn thương.